Rồi, xin kính chào quý vị các bạn nha. Tôi đang có mặt tại phố Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đấy, trong video ngày nay thì xin giới thiệu với tất cả quý vị các bạn một cái tòa nhà văn phòng tại phố Nguyễn Xiển. Và tòa nhà văn phòng này cũng đang được chào bán. Thì tòa này gồm có 9 tầng và 1 hầm các bạn nhé. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào bên trong ngôi nhà các bạn nhé. Diện tích của nó là 66m và mặt tiền là 4,8m các bạn nhé. Mặt tiền thì bằng kính hết. Khu này các bạn thể thấy rằng lượng người đi lại rất là đông. Đấy, rất thuận tiện để kinh doanh, buôn bán. Đấy, và rất nhiều tòa văn phòng đây các bạn nhé. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào bên trong ngôi nhà để cùng khám phá. Đây các bạn thể thấy rằng đây là vỉa hè rất là rộng. Đấy, hai ô tô đỗ được thoải mái. Ở đây thì ở tầng 1 là hầm. Tầng ở dưới cùng là hầm các bạn nhé. Để ô tô này, xe máy này. Đấy. Hệ thống máy bơm nước. Ở phía trên này là cái tầng 1 này là thiết kế đấy, để làm sảnh, để làm quầy lễ tân các bạn nhé. Đó. Phía bên trong là thang máy này, vệ sinh này, là thang bộ này. Đó. Hệ thống điều hòa âm trần. Hệ thống điều hòa âm trần các bạn nhé. Và hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước lên trên tầng 2 các bạn nhé. Phía sau này là cũng là khoáng các bạn này. Rồi lên trên tầng 2, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8 là giống nhau các bạn nhé. Đó. Sàn rộng khoảng gần 50m. Tất cả là đều điều hòa âm trần. Đó. Đây là hệ thống phòng cháy chữa cháy các bạn nhé, đầy đủ. Đấy, phía sau là khe thoáng sau này, đây là vệ sinh này. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên thang máy để lên trên tầng trên cùng các bạn nhé. Đây chúng ta lên tầng 8 các bạn nhé. Đó, thang máy Mitsubishi các bạn nhé. Rồi, đến tầng 8 rồi, mời tất cả các bạn chúng ta đi ra nhé. Đây, các bạn thấy không? Cái sau đó là cái thoáng rất là thoáng này. Đó. Đây, vệ sinh các bạn nhé. Đây, chúng ta cùng nhìn lại tổng thể của cái văn phòng này. Đấy, một bên là thang máy vệ sinh và một bên là cầu thang bộ này. Rồi, đây là cái tầng này cũng giống tầng 2 các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta lên trên tầng 9. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu khá là nhanh để các bạn có thể nắm được tổng thể ngôi nhà trong khoảng 5 phút thôi. Đó. Còn cái video cụ thể thì các bạn có thể xem thêm chi tiết trong một cái video khác nhé. Đó. Đây chúng ta thể nắm được toàn thành phố luôn. À,
rất nhiều là các cái tòa nhà văn phòng, khu dân cư rất là đông đúc, sầm uất, rất là tiện kinh doanh. Đường trên cao này là cái đường mà đi từ cầu Mai Dịch cho tới cầu Thanh Trì các bạn nhé, và đi về Pháp Vân cầu rẽ đi về các tỉnh phía Nam. Rồi, cái video ngày hôm nay của mình đến đây xin là kết thúc nhé. Thông tin chi tiết về giá cả rồi là liên hệ số điện thoại chính chủ mình đặt ở dưới cái video này các bạn nhé. Các bạn hãy xem và nếu như các bạn là quý vị các bạn cần mua thì hãy liên hệ mình nhé. Thời điểm này là một thời điểm rất là đẹp để chúng ta có thể mua nhà, vừa để giữ được vốn, vừa để có thể sinh ra dòng tiền. Như cái ngôi nhà này sinh ra dòng tiền là rất là tuyệt vời, và đồng tiền không bị lạm phát mất giá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.